lá dong đẹp là mình phải, cái đầu tiên là mình phải chăm bón nó, tức là chăm nó hàng tháng rồi nhưng mà phải bơm nước, chăm cả thuốc sâu nó thì nó mới không có sâu bệnh, thì nó mới là đẹp được. Còn nếu như mình không chăm được nó thì là có sâu nó quấn là hỏng hết. Cái lá dong đẹp là lá dong nó phải xanh, mượt mà lá, không có dấu vết gì thì nó là lá dong đẹp. Nếu bình thường thì hai xào này là phải được 20. Thế nhưng mà nó đắt với cả rẻ thì cứ bình quân là độ 15 triệu là được.